đón xuân. VTV Hyundai đến, qua đến mọi nhà. Giá nhỏ, quà to, trọn sum vầy. Ưu đãi đặc biệt dành cho 40 sản phẩm. Quà Tết về quê. Chúc mọi nhà đông đầy niềm vui. Và đúng quý vị, quà Tết về quê, quà Tết về quê với bốn chữ này thì ở thời điểm hiện tại mọi người có đặt một câu hỏi cho chính bản thân là mình là ủa rồi Tết năm nay mình mua quà gì về cho gia đình của mình, rồi Tết năm nay liệu rằng mình có đủ thời gian để mình về quê đúng giờ, đúng lúc, đúng nơi hay không ạ? Rồi cũng như làm cách nào để mình có thể là vận chuyển một đống quà như thế này, rất là nhiều quà khác nhau về đến tận nhà của mình ạ? Liệu rằng mọi người có phải tốn tiền vận chuyển nhiều không? Thì ngày hôm nay VTV Hyundai sẽ giải đáp hết tất cả những vấn đề đã dành cho tất cả mọi người và gợi ý thêm một món quà cực kỳ tuyệt vời nữa mọi người nha. Đúng rồi quý vị ơi, và đây là món quà cho sức khỏe của cả nhà của mình luôn đấy ạ. Và quý vị ơi, thêm một câu hỏi nữa nha, quý vị đắn đo là bao nhiêu chi phí đây ạ cho một chiếc nồi cơm điện tách đường mình đã từng yêu thích trước đây? Thì ngay bây giờ chỉ có trong chương trình này, giá nhỏ quà to giao về tận nhà cho mình, giảm giá trực tiếp cho nhà mình đến 50% và giao hàng miễn phí luôn. Đặt hàng thôi quý vị, mức giá chỉ còn là 995.000 đồng, nhưng mà có nồi cơm điện tách đường của Perfect rồi, quý vị yên tâm nha, mình nấu ăn ngay từ hôm nay, mình chăm sóc sức khỏe một cách chủ động hơn cho cả nhà của mình, để từ đó thì quý vị sẽ yên tâm hơn cho từng bữa cơm sum vầy nha quý vị. Tưng bừng đón xuân, VTV Hyundai đến, qua đến mọi nhà. Giá nhỏ, quà to, trọn sum vầy, ưu đãi đặc biệt dành cho 40 sản phẩm quà Tết về quê. Chúc mọi nhà đông đầy niềm vui. Thưa quý vị, mùa Tết là chúng ta phải đông đầy niềm vui, phải có nhiều hạnh phúc, phải có những cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng với nhau đúng không ạ? Và những cuộc gặp gỡ đó thì sao? Xoay quanh những cái bữa tiệc ấm cúng trong gia đình. Nhưng nếu như mà nhà mình có những đối tượng, thưa quý vị, thật sự là ông bà cha mẹ của chúng ta lớn tuổi là dễ bị mắc căn bệnh là đái tháo đường đúng không ạ? Hay là những người có lượng đường ở trong máu nó không có ổn định, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ đang mang thai nữa chứ, bụng đã to như thế này về quê ăn Tết rồi, mình còn phải lo lắng tới những cái vấn đề liên quan tới tiểu đường thai kỳ, rồi chưa kể đối với những bạn trẻ như Quang Quý đi Tết rồi mình ăn nhiều quá, đặc biệt là ăn cơm nha, mình bị sợ tăng cân đúng không ạ? Thì ngày hôm nay sẽ có giải pháp dành cho mọi người luôn ạ. Thì giải pháp của chúng ta đó chính là gì ạ? Là mình sẽ có là ở đây một giải pháp rất là thân thiện với chính mình. Bởi vì sao quý vị? Quý vị bây giờ mình ăn cơm mỗi ngày phải không ạ? Nhưng mình có nồi cơm điện tách đường nha quý vị, đến từ thương hiệu Perfect, và đây là sản phẩm mà quý vị biết không, nó rất là cần thiết cho nhà mình luôn, với 11 chức năng nha, mà nổi bật nhất là chúng ta có chức năng nấu cơm mà tách đi cái lượng đường xấu nha quý vị, tức là cái lượng tinh bột nhanh ra khỏi cơ thể của mình, từ đó thì quý vị chỉ giữ lại là cái lượng tinh bột tốt thôi, giúp cho mình vẫn là những cái bữa cơm đó, nhưng mà nó an toàn hơn rất là nhiều các chị em ơi. Đúng rồi thưa quý vị, và lúc này thì khi mà nghe Tú Trinh nói là ủa một cái nồi cơm điện mà rất là bình thường như thế này, nhìn vô nó đâu có khác gì so với những nồi cơm khác đâu, nhưng mà ở bên trong đó có tới 11 chức năng thưa quý vị. 11 chức năng lận mọi người nha. Và làm cách nào để nó có thể tách được, cái bí mật nó nằm ở đây. Nó nằm ở trong cái lồng nồi này mọi người ạ. Mọi người thấy, ủa, lồng nồi y chang mà ta. Nhưng ở phía bên trong nó sẽ có gì ạ? Sẽ có một cái lồng nồi phụ thưa quý vị. Đó, với lồng nồi phụ như thế này á, trong cái quá trình mà chúng ta nấu nướng đúng không ạ? Đây, có rất là nhiều những cái lỗ nhỏ li ti ở phía bên dưới. Thật sự là trong những cái phần cơm của chúng ta mọi người, nó sẽ có hai phần nha. Một phần là tinh bột hấp thụ nhanh và một phần là tinh bột hấp thụ chậm thưa quý vị. Và tinh bột hấp thụ nhanh nó sẽ tạo năng lượng trong cơ thể của chúng ta nè. Và trong cái quá trình mà chúng ta nấu nướng như thế này á, thì á, cái phần tinh bột hấp thụ nhanh nó sẽ có một cái nhiệt độ hồ hóa nhất định nha. Tới nhiệt độ đó nó sẽ được hồ hóa và nó hòa với nước, nó tách ra ở cái phần bên dưới, ở cái lồng nồi to ở phía bên ngoài, và tách ra khỏi cái phần cơm của chúng ta luôn, để lại cho chúng ta là tinh bột hấp thụ chậm. Và tinh bột hấp thụ chậm thì nó sẽ cung cấp carbohydrate cho cơ thể của chúng ta nè, và cũng như là dễ dàng hơn trong cái quá trình mà trao đổi chất và chuyển hóa nữa chứ. Đó, với việc là chúng ta nấu như thế này á, thì mọi người sẽ nghĩ là ủa, cô nồi cơm tách đường rồi, liệu rằng cơm nó còn ngon hay không ta? Trinh rất là hiểu cái cảm nhận của quý luôn á, là bởi vì là câu hỏi của rất là nhiều người. Bởi vì khi mà chúng ta ăn cơm đó quý vị nhai hạt cơm vào á quý vị, thì mình sẽ có là cái độ ngọt ngọt phải không ạ? Thì bây giờ quý vị yên tâm nhá, ở đây nè, Trinh đang nấu một cái bữa cơm cho nhà mình, một cái nồi cơm như quý vị, với nồi cơm điện tách đường của thương hiệu Perfect. Mà quý vị quan sát đi, sản phẩm của mình nó thiết kế rất là đẹp luôn đó quý vị ơi. Màu trắng sang trọng như thế này nè, và điều khiển hoàn toàn bằng điện tử luôn đấy ạ. Khi mà chúng ta lựa chọn đó quý vị, thì
nó rất là đơn giản luôn đó. Mình chỉ cần khởi động, sau đó thì sao, mình chọn từng cái chức năng thôi. Quý vị muốn là chúng ta nấu cơm, nấu cháo, nấu súp nè, chúng ta hâm sữa, làm món hầm nè, hay là chúng ta làm bánh nữa, giữ ấm, tất cả đều được quý vị nhá. Rồi mình chỉ cần chờ đợi và đợi set up sẵn luôn, đó chính là gì ạ, là cái chế độ thời gian. Và sau khi mà đã chín rồi đó quý vị, thì mình chỉ cần chúng ta kiểm tra thôi, ở bên trong đây là gì đấy ạ, nóng hổi, và mình vẫn là có cơm quý vị nha. Và mình có là cơm tách đường, tức là cái lượng tinh bột chờ xấu đó quý vị, nó đã được hồ hóa rồi, nó không còn có dung nạp vào bên trong cơ thể của mình nữa đâu. Đúng rồi thưa quý vị, và như vậy thì chúng ta sẽ có thể là yên tâm hơn nè trong cái quá trình mà chúng ta có thể là nấu ăn, đúng không ạ? Và thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy được là ở phía bên trong nó sẽ có những cái điều gì nó xảy đến nè, giống như là Quang Quý với lại Tú Trinh cũng đã có chia sẻ là cái quá trình nó hồ hóa, đúng không ạ? Đúng đó rồi. Thì những cái phần mà tinh bột hấp thụ nhanh nó sẽ tách ra ở phần cái lồng nội ở phía bên dưới mọi người nha. Rồi, xin mời quý nha. Rồi, và ngay lúc này đây thì thưa quý vị, Quý cầm cái đũa lên nè, cầm cái đũa lên có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là lấy cái đũa này nè để tách cái quai này ra nha. Hơi nóng một chút xíu. Đúng đây, rồi. Để tách quai ra để cho tất cả mọi người thấy là được ở bên dưới trong nồi cơm của chúng ta sẽ như thế nào. Đó thưa quý vị, thì quý vị nhìn vào nha thì sẽ có một cái phần nước ở phía bên trong mọi người nha. Cái phần nước này là nó chứa tinh bột hấp thụ nhanh ở phía bên trong đó, đã được hồ hóa để tách ra khỏi những cái phần cơm của chúng ta và chỉ chừa lại cơm thôi đó. Rồi, tinh bột hấp thụ chậm. Và liệu rằng là cái mùi vị của cơm này nó sẽ như thế nào, nó có ngon hay không, mà hay là tự nhiên cái nó bị vô vị, mọi người ăn nó cảm không có cảm giác gì hết, thì bây giờ Quang Quý sẽ thử trực tiếp cho mọi người nha. Đúng rồi quý vị ơi, bây giờ là vẫn bữa cơm của nhà mình đó, nhưng mà cơm nó sẽ không có cái lượng đường xấu vào trong cơ thể của chúng ta luôn, nhờ vào nồi cơm điện tách đường của thương hiệu Perfect. Rồi quý ơi, khi mà quý ăn á, quý cảm thấy là cái hương vị như thế nào quý hả? Cơm vẫn rất dẻo, vẫn rất ngon, và cũng như á là cái mùi vị nó rất là thơm mọi người nhé. Và sao ta, Quang Quý cứ nghĩ là nó tách đường ra là nó không có còn ngon gì hết nữa, nhưng đảm bảo rất ngon. Nếu như mà Quang Quý chỉ đưa cái chén cơm này không nha, đúng rồi, đưa cái chén cơm này không cho tất cả mọi người á, thì chắc chắn mọi người không có phân biệt được, không có phân biệt được luôn á mọi người nha. Và thiệt ra là với thói quen của người Việt Nam của chúng ta sẽ thấy là tới giờ rồi kìa, mình đi ăn cơm với nhau, đúng đi rồi, tới giờ rồi đi mà. Mình phải ăn tối đi, ăn cơm tối nè, ăn cơm trưa, ăn cơm chiều, đúng không ạ? Thì ăn cơm là một cái thói quen rất là quen thuộc rồi, nhưng nếu ăn cơm thường xuyên, ăn cơm quá nhiều so với mức quy định của cơ thể của chúng ta thì sẽ có những tình trạng như thế nào đây Tú Trinh? Đó chính là một cái thống kê mà Trinh thấy là quý vị ơi, khi mà chúng ta theo dõi thường xuyên nha, thì năm 2017 đó quý vị, theo số liệu của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới á, thì cứ 11 người trưởng thành thì sẽ có một người mắc phải căn bệnh đái tháo đường trong độ tuổi là từ 20 đến 79 tuổi, và 1/6 trẻ sơ sinh ra đời trên thế giới này đều có nguy cơ mắc phải căn bệnh đái tháo đường. Bởi vì sao ạ? Do người mẹ trong quá trình mang thai là chẳng may gặp phải tình trạng là tiểu đường thai kỳ đấy các mẹ ơi, nên nó là chúng ta phải đặc biệt quan tâm về cái lượng đường mà chúng ta ăn vào bên trong cơ thể của mình. Do đó thì giải pháp của chúng ta ngay bây giờ là gì ạ? Mình hạn chế cái lượng đường mình dung nạp vào, và trong những cái bữa cơm hàng ngày của mình hay những cái món ăn khác, chúng ta có cái giải pháp với nồi cơm điện tách đường quý vị nha, của thương hiệu Perfect chẳng hạn, thì mình sẽ có một cái giải pháp nấu ăn an toàn hơn đó quý vị. Mà bình thường đó quý ơi, chúng ta mua một cái chiếc nồi cơm điện tách đường nha thì mức giá của nó cũng cao lắm đấy, gần 2 triệu đồng hoặc là hơn 2 triệu đồng. Bây giờ thì mình được giảm đến 50% luôn. Giảm đến 50% và chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi. Chắc chắn ngoài chỉ có cơm ở đây thôi thì mọi người cũng muốn ăn bánh nữa đúng không ạ? Mà tới nhà Quang Quý thấy là mấy tiệm bánh bông lan hình như cũng dẹp trơn rồi. Người ta cũng nghỉ Tết đúng không ạ? Rồi tự nhiên bây giờ mình muốn ăn bánh bông lan thì làm cách nào đây? Nhưng mà ở đây thì chúng ta đã có sẵn rồi đây mọi người nha. Với 11 chức năng lận thưa quý vị, để tất cả chúng ta có thể là yên tâm hơn trong việc là mình thực hiện nhiều những cái món ăn khác nhau trong gia đình của chúng ta thưa quý vị. Đúng rồi, là bởi vì ngay bây giờ đó quý vị, mình sẽ có gì ạ? Mình sẽ có đó chính là một cái lòng nồi chống dính có tốt hay không quý vị nha. Rồi, mình lấy trọn vẹn rồi, ra nha. Rồi, Trinh sẽ cầm rồi, cho quý ở đây để giúp cho mọi người ở đây. Nhưng mà quý cầm lại em cái lòng nồi lên đây đi. Để làm chi? Để là mình thấy được đây là cái sự khác biệt nha quý vị. Với lòng nồi chống dính mà chúng ta lấy trọn vẹn ra như thế này quý vị nha. Để làm chi? Để cho quý vị chúng ta thấy được rằng là từ nay mình có những cái món bánh thiệt là thơm ngon quý vị nha. Để chúng ta sẽ có được là những cái bữa ăn đây
đa dạng cho nhà mình, từ cơm nè, từ cả chính là cả món bánh nè. Và với lòng nồi mà dày dặn thế này thì cái việc mà chúng ta giữ nhiệt nó rất là tốt luôn trong suốt quá trình mình nấu ăn nha quý vị. Và chưa kể nha, mới nãy mọi người thấy không ạ, Quang Quý chỉ cần lực úp là một cái là cái bánh nó rớt ra cái bụp đó. Đúng rồi, lấy đó chứng tỏ là có một cái lớp chống dính rất là tốt ở phía bên trong lòng nồi, và đây nó vẫn sáng bóng nha, vẫn rất là tốt luôn. Cho nên tất cả quý vị có thể là yên tâm cùng với dòng sản phẩm này. Không phải là nhiều chức năng trong một sản phẩm là nó không tốt đâu ạ. Nó cực kỳ tốt từ chi tiết luôn mọi người nha. Đến từ thương hiệu Perfect, một thương hiệu rất là quen thuộc trên VTV Huyền Đài Hồng Shopping. Và bên cạnh đó đó quý vị, thì mình sẽ còn có thêm những cái món mà chúng ta có thể là giúp cho nhà mình đó là thay đổi khẩu vị, đúng không ạ? Ngoài ra thì với 11 chức năng đó quý vị, mình sẽ có thêm những cái món ăn tiếp theo đây. Ví dụ như là bây giờ quý vị nha, mình có những cái món hầm, nấu cháo, nấu súp thì sao ạ? Thì vẫn có thể thực hiện được thôi. Nóng hổi như thế này. Mà thấy cái khối lượng thực phẩm nó nhiều quá trời luôn kìa quý. Và thưa quý vị, cùng với tất cả mọi người chia sẻ một cái thông tin là cái nồi này dung tích lên tới là 5 lít mọi người nha. Đúng với rồi. 5 lít như vậy thì sao ạ? Ở phía bên trong của chúng ta nè, mình sẽ có thể là mình nấu một lúc nha. Hai con gà rất là to luôn thưa quý vị. Đó, hai con gà cực kỳ to như thế này nè. Đó, những gia đình nào mà của chúng ta Wow, nó mềm nhừ luôn. Nó mềm luôn ạ. Đây. Quý sẽ xé nó cái mềm, đùi nó mềm nhừ luôn. Cái ngày Tết á thì Quý thích nhất đó chính là ui cái đằng là ăn cái đùi. Đây, thói quen của Quang Quý là sẽ cầm nguyên một cái đùi lên nè. Đó, để có thể là ăn nè. Rất là ngon luôn. Đó, đây quay cho tất cả mọi người thấy nè. Hầm rất là nhừ luôn ạ. Và cũng như là chúng ta không có cần phải canh trở nè. Chúng ta cũng không cần phải là đảo hay là canh lửa rất là nhiều. Nhưng mà với bộ sản phẩm như thế này á, thì rất là tuyệt vời dành cho tất cả mọi người luôn. Rồi bây giờ Quang Quý sẽ tiếp tục làm bưng hai con gà này ra để có thể là bắt đầu là chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật là ngon cho gia đình của mình. Và thưa quý vị, với dòng sản phẩm ngày hôm nay chỉ cần một chiếc nồi mà thôi. Nhưng mà nó có lên tới là 11 chức năng thưa quý vị. Đúng rồi thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ thấy được đó chính là gì ạ? Là chúng ta sẽ có được những cái ưu điểm rất là tốt luôn khi mà chúng ta sẽ nấu ăn hàng ngày như thế này nè, mà có sự hỗ trợ từ nồi cơm điện tách đường nha quý vị của thương hiệu Perfect. Lấy trọn ra cả một con gà thì bây giờ ở bên trong mình còn được thêm là cả một cái phần còn lại nha quý vị. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng được là cái việc mà chúng ta nấu được với dung tích rất là nhiều quý vị nha. Vậy thì cụ thể quý vị ơi, mình sẽ có là 11 chức năng gì đây ạ? Với nồi cơm điện tách đường của thương hiệu Perfect ngày hôm nay được giảm giá 50% cho nhà mình. Cơ hội chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay thôi. Quý vị nấu cơm tách đường thoải mái, nấu cơm thường rất là đơn giản luôn nha. Quý vị kho thịt, quý vị làm sữa chua, nấu cháo cho con mình, làm bánh nè, nấu súp nè, hay là giữ ấm món ăn, rồi cả làm món hầm nữa và cả nấu sữa nữa, đều rất là đơn giản các chị em nha. 11 chức năng mình có thể được thực hiện ngay luôn chỉ ở trong một chiếc nồi cơm điện tử tách đường của thương hiệu Perfect thôi ạ. Đúng rồi thưa quý vị, và chỉ với một chiếc nồi này thôi chúng ta đã có thể nấu được rất là nhiều những loại món ăn khác nhau đúng không ạ? Ninh cũng được, hầm cũng được, làm bánh cũng được. Đó, rất là nhanh chóng thôi. Có nhiều chức năng đã được setup sẵn ở trong chiếc nồi của chúng ta rồi. Đặc biệt là những cái món ninh hầm đúng không Thu Trình? Đúng rồi. Đó, với những cái món mà hấp như thế này nè, mình cũng có thể là tận dụng luôn là với chiếc lồng nồi và cả cái lồng nồi nhỏ ở phía bên trong để có thể là thay đổi một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng ạ. Và thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều. Nếu như mà tất cả quý vị chúng ta đang có những cái sự lo lắng là liệu rằng Tết này á mình ăn vào nhiều á nó có tốt cho sức khỏe của chúng ta hay không, liệu rằng đối với ông bà cha mẹ, đặc biệt là những đối tượng bị đái tháo đường á, thì sẽ phải như thế nào ạ? Thì với dòng sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay sẽ xử lý giải quyết hết tất cả mọi thứ mọi người nha. Thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều đâu ạ. Và mức đầu tư ngày hôm nay của chúng ta đã được lì xì lên tới 50% rồi, và chúng ta chỉ cần chi ra là 995.000 đồng mà thôi, mà chưa kể còn được giao hàng miễn phí 63 tỉnh thành trên cả nước. Mọi người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, mọi người đang ở đâu ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Bây giờ mình muốn mua quà mình gửi tặng về quê đi, gửi về Lạng Sơn được không ạ? Dạ được, miễn phí luôn. Gửi về Cà Mau được không ạ? Được, miễn phí vận chuyển hết luôn đúng không ạ? Nhanh tay lên quý vị nha, chỉ có mở bán trong chương trình này mà thôi. Giá nhỏ quà to, Tết này chúng ta trọn sớm vậy rồi. Đừng chần chờ nữa quý vị, giao hàng về tận nhà cho mình, giảm giá 50%, nhưng mà từ nay về sau mình sẽ nâng cấp được gian bếp của nhà mình đón Tết đông đầy hơn, bữa cơm an toàn hơn với nồi cơm điện tách đường của thương hiệu Perfect nha quý vị. An toàn ở chỗ là gì ạ? Mình hạn chế tối đa cái lượng đường đi vào trong cơ thể của mình thông qua việc chúng ta ăn uống hàng ngày với nồi cơm điện tách đường của thương hiệu Perfect. Và với dòng sản phẩm ngày hôm nay sẽ có khả năng giảm đến 60% lượng đường tổng quy ra glucose có trong cơm so với nồi cơm Perfect thông thường đó quý vị. Và thực sự nó sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh béo phì nè, thừa cân nè, tim mạch, tiểu đường, bớt đường, và nồi cơm ngon hơn và cũng như đảm bảo sức khỏe nhiều hơn.
mọi người nha. Chính xác rồi quý ơi, mà dung tích nó đến là 5 lít luôn đó, chúng ta tha hồ nấu ăn nha. Ngoài ra thì sao ạ? Bảng điều khiển cảm ứng dễ dàng sử dụng nha quý vị. Còn có lồng nồi trong bằng thép không gỉ, lồng nồi ngoài có thiết kế đáy tổ ong chống dính cả hai mặt, rất là bền chắc luôn, bảo hành cho quý vị 12 tháng luôn đấy. Thưởng thức món ngon mỗi ngày cùng với nồi cơm điện tách đường Perfect, đa năng tuyển dụng với 11 chức năng: nấu cơm tách đường nè, nấu cơm thường, nấu nhanh, rã đông, kho thịt, làm sữa chua, súp, hầm, nấu cháo, làm bánh và cả giữ ấm rồi chứ. Wow, 11 chức năng cực kỳ tiện dụng mọi người nha. Wow, như vậy thì quý vị cứ nhậm tính đi mức giá trung bình để mà chúng ta mua sắm một chiếc nồi cơm điện tách đường như vậy là bao nhiêu ạ? Chắc chắn phải rất cao, nhưng bây giờ giảm cho quý vị 50% lì xì trực tiếp Tết này, chỉ còn 995.000 đồng mà thôi. Cơ hội hay quá, được bỏ lỡ nha quý vị. VTV Hyundai đến, qua đến mọi nhà. Giá nhỏ, quà to, trọn sum vầy, ưu đãi đặc biệt dành cho 40 sản phẩm quà Tết về quê. Chúc mọi nhà đông đầy niềm vui. Và thưa quý vị, lúc nào cũng đông đầy niềm vui, lúc nào cũng hạnh phúc trong mùa Tết này. Nhưng nếu không có những hình ảnh ngay sau đây xuất hiện trong gia đình của chúng ta, mọi người ơi, đối với những người lớn tuổi bị đái tháo đường, bị tiểu đường và bị béo phì, đặc biệt là các chị em phụ nữ chúng ta đang trong giai đoạn thai kỳ á, dễ bị tiểu đường thai kỳ đúng không ạ? Ảnh hưởng đến tim mạch và cũng như là cái việc là tăng lượng đường huyết trong máu của chúng ta. Đúng rồi thưa quý vị, và quý vị thấy rằng là cái việc mà chúng ta đang ở trong những cái đối tượng như thế này, từ người lớn tuổi, những người thừa cân béo phì, có vấn đề về tim mạch hay là đã bị tiểu đường và cả là tiểu đường thai kỳ rồi, những chị em phụ nữ mang thai, thì chúng ta cần là gì ạ? Chúng ta cần phải giảm đi cái lượng đường đi vào trong cơ thể của mình. Mà cụ thể là sao quý vị? Giảm đến 60% hàm lượng đường tổng quý vị nha. Thì ở đây mình có nồi cơm điện tách đường của thương hiệu Perfect, thì nó giúp giảm đến 60%. Và quý vị thấy không? Nó giúp cho mình á, là có được những cái bữa cơm nó an toàn hơn. Nhưng mà nó sẽ có cơ chế đặc biệt như thế nào để giúp cho mình tách được cái lượng đường nó ra, thì bây giờ mình hãy một lần nữa cùng trải nghiệm với Trinh và Quý quý vị nha. Và thật sự là cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay, là cái điều bí mật của nó đó chính là nằm ở trong cái lồng nồi thưa quý vị. Cái lồng nồi nó sẽ có hai phần mọi người nha, và chúng tôi cũng đã có thực hiện là một cái clip đồ họa để cho tất cả mọi người thấy rõ được là nó sẽ chuyển biến như thế nào ở phía bên trong. Thưa quý vị, với những cái phần lồng nồi ở phía bên trong như thế này á, trong cái quá trình mà chúng ta nấu nha, trong cơm sẽ có tinh bột hấp thụ nhanh và tinh bột hấp thụ chậm. Cái tinh bột hấp thụ nhanh nó không tốt cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà nó có một cái nhiệt độ hồ hóa khác nha. Tới cái nhiệt độ đó thì những cái tinh bột hấp thụ nhanh nó đã được hồ hóa và nó tách ra ở cái lượng nước ở phía dưới rồi, và tách hẳn ra, tách bạch hẳn ra so với phần cơm của chúng ta luôn, chứ giữ lại cái tinh bột hấp thụ chậm. Những cái món ngon như vậy thì chúng ta có thể là ăn vào yên tâm hơn. Thật sự nha, với bản thân Quang Quý cũng đã từng ngồi chung bàn ăn, đặc biệt là trong những dịp lễ, những dịp Tết đó Thu Trinh, với những người bị đái tháo đường. Rồi, thật sự hiểu, lúc đó là họ phải rất là căng thẳng luôn nha. Cái gương mặt mà khi mà ngồi vô một cái bàn tiệc đó nha, nhìn tới nhìn lui mà thấy cơm. Thấy cơm nữa nha, cơm là cái món quen thuộc. Nhưng mà mọi người lại thèm nhất nếu như mà chúng ta quên là lâu ngày mà chúng ta không ăn đúng không ạ? Tới lúc đó nha, cái cảnh nó như thế này nè. Quang Quý cũng phải diễn lại cho mọi người thấy luôn. Đây cầm vậy nha. Nhưng mà vậy nè, xong cái cầm vô, để lên, cái bỏ xuống. Hoặc là thậm chí nha, lấy cái đôi đũa mà gấp từng hạt cơm để ăn, từng hạt mọi người nha, đúng kiểu là như vậy luôn, đúng ăn rồi. Để cho nó đã thèm, nhưng mà thật ra là ăn nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ như vậy á thì nó làm sao rất là khó chịu luôn mọi người ạ. Tại vì cơm đã quen thuộc trong suốt cả đời sống của chúng ta rồi, như vậy thì chúng ta phải có cách thức nào đó để tách đi cái lượng đường hấp thụ nhanh ra khỏi phần cơm của chúng ta. Đây là giải pháp mà Trinh đang đợi nè quý ơi, bởi vì sao? Mình có nồi cơm điện tử tách đường của Perfect nha quý vị. Với lồng nồi bên trong nè quý vị, nó giúp cho cái lượng tinh bột xấu đó, tức là tinh bột mà hấp thụ nhanh đó quý vị, nó sẽ hồ hóa những nhiệt độ nhất định, và từ đó nó sẽ không có đi vào trong cơ thể của mình quý vị nha. Nên là bây giờ đó quý vị, mình sẽ có gì ở đây? Mình sẽ có là đây là cơm quý vị ơi, mà là cơm dinh dưỡng nha, với những cái loại gạo dinh dưỡng như thế này nè. Và bây giờ nè quý vị ơi, mình sẽ có luôn. Wow, đây rất là thơm ngon và hấp dẫn nha. Cơm dinh dưỡng vẫn nấu được với nồi cơm điện tách đường luôn của thương hiệu Perfect nha quý vị. Và thật sự là khi mà nấu cùng với những cái loại hạt như vậy á, thì mọi người cũng sẽ suy nghĩ là trong những cái loại hạt đó cũng có
có những cái tinh bột hấp thụ nhanh quý vị nha. Thì với dòng sản phẩm ngày hôm nay tới một cái nhiệt độ hồ hóa nhất định, nó tách ra hết cho tất cả mọi người luôn ạ. Và theo thống kê của chúng tôi và cũng như là theo kiểm nghiệm của chúng tôi á, thì với chiếc nồi này á, so với nồi cơm điện tử thông thường của Perfect thì sẽ giảm đến 60% lượng đường tổng quy ra glucose có trong cơm so với cơm của nồi cơm Perfect thông thường. Cho nên tất cả quý vị chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm mà khi mà so sánh như vậy rồi thì chúng ta đã thoải mái hơn nè, nhẹ nhàng hơn trong cái việc là chúng ta ăn cơm mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, để từ đó trong dịp Tết này nè, những bữa ăn của chúng ta đều là những niềm vui, những niềm hạnh phúc và ăn thật là đã luôn. Wow, rất là ngon. Cơm đó quý vị, tách đường mà nó đâu có mất đi cái độ ngọt tự nhiên của nó đâu quý vị. Nhưng mà tinh bột xấu đã không còn rồi quý vị ơi. Đó, như vậy thì ăn sẽ thoải mái hơn mọi người nha. Mọi người có thấy là Tết này á, ông bà cha mẹ của chúng ta sẽ ăn uống thoải mái hơn được một chút xíu, niềm vui nhân lên một chút xíu, thì đó cũng là một cái niềm vui dành cho con cháu của chúng ta đúng không ạ? Cho nên đây sẽ là một món quà Tết cực kỳ tuyệt vời. Mà chưa kể nha, cái nồi cơm này ở ngoài thị trường nha, 2-3 triệu thôi quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi đã giảm 50% rồi. Chỉ có trong chương trình Tết mà thôi, bảng điều khiển điện tử nè, nhìn vào thôi là chúng ta có thể điều khiển một cách nhanh chóng rồi. Mà không dừng lại ở đó, một chiếc nồi này thôi á, chúng ta có lên tới là 11 chức năng. Chúng ta chỉ cần ấn star ha, rồi sau đó chúng ta là điều chỉnh chức năng nè, ấn vào menu, menu đó, điều chỉnh tới chức năng nào nó sẽ chớp đèn ở chức năng đó. Đúng mọi người rồi. Nha. Đó rất là dễ nha quý vị. Tức là mình có 11 chức năng và nó đã định luôn sẵn là cái thiết kế về thời gian rồi quý vị nha. Vậy đúng thì rồi. Quý ơi, mình sẽ có là 11 chức năng cụ thể là gì quý vị? Quý vị cứ yên tâm, có nồi cơm điện tách đường thì đầu tiên mình nấu cơm tách đường là chuyện rất là đơn giản nè. Thứ hai là cái gì ạ? Mình nấu cơm thông thường tùy theo nhu cầu của nhà mình. Thứ ba là chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm những cái món cháo, nấu súp nè, làm những cái món hầm nè, rã đông thực phẩm nè, hâm thịt nè, giữ ấm nè, rồi chúng ta làm sữa chua da ua nữa quý vị. Rồi chúng ta cả là nấu sữa cho em bé của nhà mình và làm bánh được luôn nha. Tự nhiên tôi trình nhắc tới cái vụ làm sữa chua. làm sữa chua mọi người ơi, bình thường á hồi đó là làm sữa chua nha. Xong rồi các ông quý phải bỏ vô cái thau và cái nồi, cái đổ nước nóng vô xong cái ụp cái khăn lại. Đó để ủ lại cho nó lên men đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm ngày hôm nay có luôn chức năng đó. Đó bây giờ quan quý mở ra cho mọi người thấy nha. Đó wow, ở phía bên trong của chúng ta đã có ngay đó chính là những cái hũ sữa chua nha. Nó giữ nó hơi ấm như thế này nè. Thích quá quý đó. Ơi, tiện quá. Đây Trinh đảm bảo là các con nhỏ của nhà mình thích lắm luôn á. Mẹ ơi, con muốn ăn sữa chua trái cây, sữa chua dâu, sữa chua trà xanh, sữa chua thơm, sữa chua xoài, thì bây giờ là mình sẽ có đầy đủ luôn, đó chính là chúng ta có được sữa chua thế này quý vị nha. Nên là quý vị ơi, quý vị biết rằng là trẻ con của nhà mình đó mà có những cái món sữa chua thế này thì đảm bảo là cái bữa ăn phụ các bé nó sẽ đảm bảo giá trị dinh dưỡng hơn rất là nhiều luôn. Mà nồi cơm điện tách đường của chúng ta làm được hết cho nhà mình luôn đấy ạ. Mà không chỉ là chúng ta có thể làm sữa chua bình thường, nếu như mà tất cả quý vị chúng ta làm những cái món kho, những món ninh, những món hầm đúng không ạ? Thì mình sẽ phải canh trở nè, cũng như là mình phải lo là cái chuyện là ôi nó có đủ mềm hay không. Nhưng mà với dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng ta có thể là giải quyết hết những cái vấn đề đó luôn mọi người nha. Đúng rồi quý vị ạ. Và bởi vì khi mà chúng ta có nồi cơm điện tử tách đường của Perfect rồi thì 11 chức năng lận mà, quý vị cần nấu món gì là mình có ngay món đó luôn. Ví dụ như bây giờ đi, cái món hầm, cái giá trị dinh dưỡng nó sẽ cao bởi vì là chất dinh dưỡng nó được giữ trọn ở bên trong từng cái món ăn của nhà mình. Thì bây giờ quý vị sẽ có, ví dụ như là chúng ta sẽ có đây nha, đây là cái món mà sườn nha quý vị, hầm với lại là cải chua như thế này. Đây món này chúng ta ăn kèm với lại món cơm ngày Tết đó quý vị. Nó ngon cực kỳ luôn mà rất là bổ dưỡng đó quý vị ạ. Mà ở đây nè mọi người, những cái miếng sườn như thế này, những cái tảng sườn á hay là những cái miếng sườn như vậy á, thì chúng ta phải là làm sao cho nó đủ mềm nha mọi người. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Con quý xé ra một cái là nó đủ mềm luôn ạ. Đó, nếu như mà chúng ta nấu tiếp trong một khoảng thời gian thì chắc chắn là nó sẽ mềm tùy thuộc theo cái nhu cầu của mình. Và cũng nấu rất là ngon luôn, với cái phần lòng nồi ở phía bên trong nè được tráng một cái lớp chống dính rất là tốt mọi người nha. Cho nên nếu như mà chúng ta có nấu những cái món ăn mà đậm màu như thế này á, cũng có thể là hoàn toàn yên tâm luôn, không sợ bị ra ten, không sợ bị rỉ, không sợ bị chét, không sợ bị ảnh hưởng đến chất lượng món ăn của chúng ta. Chính xác thưa quý vị. Và một lần nữa các chị em ạ, chúng ta nhìn lại chính mình và những người thân của nhà mình đi. Ở nhà mình có ai thừa cân béo phì hay không? Hoặc là có ai đã chẳng may gặp phải căn bệnh đái tháo đường hay chưa ạ? Rồi chúng ta đang ở trong quá trình là chúng ta mang thai, có tiểu đường thai kỳ, những cái vấn đề về tim mạch nữa quý vị ạ. Và chúng ta lo lắng việc là kiểm tra đường mỗi ngày, thì ngay bây giờ ở đây quý vị sẽ giải quyết được những cái vấn đề này khi chúng ta có giải pháp là nồi cơm điện tử tách đường của thương hiệu Perfect. Để chi ạ? Mình sẽ không còn phải lo với tình trạng này nữa quý vị nha. Và bên
thông thường đó quý vị. Một cái chiếc nồi cơm điện tử mà thông minh như vậy thì cái mức giá chúng ta mua sắm thường sẽ phải rất cao luôn quý. Đúng rồi, lên tới 2-3 triệu lận thưa mọi thường người. 2-3 triệu là ít nha. Nhưng ngày hôm nay mở bán Tết mọi người nha, chúng tôi lì xì cho mọi người lên tới là 50%. Chỉ với 995.000 đồng mà thôi. Nhưng mọi người sẽ thấy là giảm giá xong rồi có một vài nơi họ sẽ nói là nhưng mà tốn thêm phí ship nha. Rồi ở càng xa tốn nhiều phí ship nhiều hơn nữa. Nhưng trên VTV Nguyên Đài Home Shopping trong dịp Tết rồi đã lì xì 50%, không lẽ không lì xì được thêm giao hàng miễn phí đúng không ạ? Mọi người ở đâu chúng tôi không quan tâm, miễn là giao hàng được tới chúng tôi giao miễn phí tới tận cửa nhà mọi người luôn. Đúng rồi, và đây là quà Tết về quê cho nhà mình, giá thì nhỏ mà quà thì to, là chọn xung vầy nữa, giảm trực tiếp 50%, giao hàng miễn phí cho nhà mình nha các chị em ạ. 995.000 đồng, nhưng mà từ nay mình sẽ nâng cấp được không gian bếp của nhà mình, chúng ta nấu cơm an toàn hơn, làm những món ăn khác với 11 chức năng cũng thoải mái hơn nha quý vị. Và đừng quên nha, giảm giá 50%, giao hàng miễn phí chỉ có trong chương trình này thôi. Và với dòng sản phẩm nồi cơm điện tách đường Perfect giảm đến 60% lượng đường tổng quy ra glucose có trong cơm so với nồi cơm Perfect thông thường, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh béo phì, thừa cân, tim mạch, tiểu đường, mỡ đường, ngon hơn và khỏe mạnh hơn. Ngon hơn, khỏe mạnh hơn, an toàn hơn, và chúng ta nấu ăn tiện lợi hơn rất là nhiều. Dung tích là 5 lít nha quý vị, mà lại còn có thêm đó là bảng điều khiển cảm ứng nữa. Ngoài ra có lồng nồi chống dính từ trong ra ngoài nha quý vị ơi. Mà quý vị ơi, 995.000 đồng, mỗi số tiền này nó không quá lớn đâu ạ. Nhưng mà mình sẽ có được gì quý? Mình sẽ có được sức khỏe cho cả nhà của mình từ nay về sau. Mình sẽ có một cái chức năng rất là đa dạng với 11 chức năng để chúng ta thoải mái nấu ăn hàng ngày cho nhà mình. Mà quý vị có biết không, có sức khỏe rồi á thì mình vui hơn mỗi ngày, mình tận hưởng được những bữa cơm có ý nghĩa nhiều hơn, mình đi chơi, đi du lịch được nhiều hơn, mình làm việc năng suất tốt hơn, cho nên mình đầu tư bây giờ nó quá là hợp lý cho một cái sức khỏe được cải thiện ngay từ hôm nay đấy ạ. Và quý vị cũng tin chắc rằng những cái chiếc nồi cơm điện tử tách đường như thế này á thì những người ở thành thị chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà mọi người ơi, cái người mà đang cần những sản phẩm này là ai ạ? Ông bà cha mẹ chúng ta đang ở quê nhà của mình đó, không có quen thuộc cùng với những sản phẩm mà có nhiều chức năng như vậy, thì trong dịp Tết này mọi người mà đem cái món quà này về thì con Quý tin chắc rằng ông bà cha mẹ chúng ta sẽ cực kỳ bất ngờ nè, cực kỳ thích thú luôn. Và chưa kể cái vấn đề quan trọng hơn đó chính là đảm bảo sức khỏe cho ông bà cha mẹ của chúng ta. Mà mỗi dịp Tết về khi mà có mặt đầy đủ con cháu, có mặt đầy đủ ông bà cha mẹ và có sức khỏe tốt nữa thì còn gì bằng tứ trình ha. Đúng rồi thưa quý vị, cho nên là chúng ta đừng có ngại ngần gì hết quý vị nha, để chúng ta có được một cái món quà vì sức khỏe của những người mà chúng ta yêu thương cùng với Perfect quý vị ơi. Tân Bình đón xuân, VTV Hyundai đến, qua đến mọi nhà. Giá nhỏ, quà to, trọn sum vầy, ưu đãi đặc biệt dành cho 40 sản phẩm, quà Tết về quê. Chúc mọi nhà đông đầy niềm vui. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là với hơn 900.000 đồng, cụ thể là 995.000 đồng, quý vị mua được gì ạ? Quý vị khó có thể mua được một cái chuyến du lịch cho cả nhà của mình, những cái chiếc vé máy bay hay là những cái món quà đắt tiền. Nhưng mà quý vị sẽ có được gì? Quý vị sẽ có được một cái giải pháp giúp cho mình nấu ăn từ nay nó an toàn hơn, nó tách bỏ đi cái lượng đường xấu vào trong cơ thể của mình với nồi cơm điện tử tách đường nha quý vị. Để từ đó thì với cái mức giá thế này nè, nhưng mà nhà mình có được gì? Sức khỏe tốt lên mỗi ngày, sức khỏe được cải thiện hơn, nâng cấp không gian bếp của nhà mình hơn, để từ đó thì mình nấu món gì mình ăn vào mình cũng cảm thấy nó an toàn và nó chất lượng hơn đó quý ơi. Và tin chắc rằng tới thời điểm hiện tại thì tất cả quý vị chúng ta đã tìm ra được những cái lời giải cho những câu hỏi mà con Quý hỏi ngay từ đầu chương trình đúng không ạ? Chúng ta lo gì ạ? Chúng ta đang lo để có thể tìm những món quà Tết cho ông bà cha mẹ của chúng ta. Chúng ta đang lo về cái quá trình vận chuyển về quê của mình xa quá nó có như thế nào hay không ạ? Rồi chúng ta đang lo về cái mức giá đúng không ạ? Ngày hôm nay chưa tới 1 triệu đâu ạ. Đầu tư cho sức khỏe trong ngày Tết của chúng ta cùng với Perfect thưa quý vị. Và tin chắc rằng với dòng sản phẩm này quý vị sẽ yên tâm hơn khi được chúng tôi giao hàng miễn phí 63 tỉnh thành trên cả nước luôn. Và chúc quý vị sẽ luôn luôn có được một sức khỏe thật là tốt hơn mỗi ngày quý vị nha. Niềm vui đông đầy hơn nữa. Và đừng quên đặt hàng ngay bây giờ với cái mức giá hợp lý nhưng mà sức khỏe được cải thiện từ nay về sau nha quý vị. Và đừng quên hãy đồng hành mua sắm mỗi ngày cùng VTV Hyundai Home Shopping.